Lắm lúc chỉ muốn có ai ở cạnh bên tôi, lặng yên nghe những lời tôi nói. Có lẽ nước mắt sinh ra để dành cho tôi, tự lau nhưng chẳng thể thay đổi, chẳng thể vỗ về bản thân mình. Tình yêu cô đơn cùng lặng thinh, cần ai đó là ở bên và một giây thôi xin đừng vội vã. Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn bờ vai, từ đâu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi xin hãy cho tôi một nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người lạ ơi xin hãy ghé môi giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi xin hãy cho tôi một niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Mình mang trong những giấc mơ, đưa đôi tay ai đến đây ghi chặt tâm tư. Chỉ cần người biết lắng nghe, chỉ cần người hiểu thấu nỗi buồn trong em. Một mình lại nhớ trong căn phòng, tình đầu lạnh thấu tim bao ngày chưa quay quay chút nào. Người lạ lại đến bên ai rồi, tình mình vậy đã kết thúc rồi, thênh thang trong giấc mơ. Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn bờ vai, từ đâu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá. Người lạ ơi xin hãy ghé môi giùm tôi một lần quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi xin hãy cho tôi một niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối. Người lạ ơi cho tôi một nụ vui, đừng rồi tôi cha đừng vội vàng quá. Người lạ ơi xin hãy cho tôi một nụ vui, để rồi tôi cha đừng vội vàng quá. Người lạ ơi xin hãy ghé môi giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi xin hãy cho tôi một bờ vai, mượn đòn yêu đuối này là lần cuối. Một góc đời người hướng dương đã nhạt màu, có mấy khi anh lại nhớ về người, nhớ một thoáng nụ cười xa tầm tay thật rồi. Đôi mình không còn gần nữa nhưng anh tin vào phép nhiệm màu như ngày xưa mình từng đi dạo quanh nơi cũ, tay nhẹ đan mái tóc nhớ nhung em thêm vài mùa. Anh dường như xa ngã theo nhịp chân em bước bước đi vô tận, chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Cho dù anh vẫn nhớ tới em, người bỏ qua đi hết ta trao dấu đau tận cùng. Nắm tay em thật xa, tình mình như hoa ở phía trên mây đôi cao. Ngày hoa rực rỡ thì em rơi đi, vậy còn rừng hoa trao ai. Nắm tay em thật xa, tình mình như hoa
một ngày em tới ôm anh thế thôi. Chờ một ngày mãi đến mãi nhau. Chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Cho dù anh vẫn nhớ mãi em, người bỏ qua đi hết yêu thương ta trao. Anh vẫn sẽ chờ xanh hàng cây và nơi này đầy ngã ba. Xa và đêm chung kết đã chứng kiến màn trình diễn một lần nữa của top 3 với những ca khúc đã được các bạn mang đến trong vòng audition. Hà An Huy với một sáng tác của chính mình, ca khúc Rơi. Hà Minh là Giữa Đại Lộ Đông Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và Lâm Phúc là Tâm Sự Cùng Người Lạ của nhạc sĩ Tiên Cúc Kỳ. Và không có bất cứ điều gì để có thể góp ý thêm được nữa cho những người đã rất sẵn sàng để chinh phục thị trường âm nhạc Việt Nam. Các bạn chính là những niềm tự hào của Vietnam Idol 2023. Còn với các khán giả, họ đã có một khung thời gian cực kỳ ngắn, không phải là một tuần, mà chỉ trong 30 phút ngắn ngủi để bình chọn cho thí sinh mà các bạn tin rằng sẽ là quán quân của Vietnam Idol năm nay. Và đã có một thí sinh nhận được số lượng bình chọn 43,7%, được ghi nhận bởi hệ thống bình chọn trực tiếp của Vietnam Idol. Và đó là cái tên quán quân của chương trình năm nay. Tôi sẽ mở phong bì này và xem tên của ai ghi ở trong mảnh giấy quan trọng nhất. Theo quý vị, ai sẽ là quán quân của Vietnam Idol 2023? Thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Có phải chỉ có thể là Lâm Phúc như banner đã ghi không ạ? Hay có phải là Hà Minh vô địch như cái biển hiệu của một bạn thí sinh vừa giơ lên không ạ? Và có ai đang cổ vũ Lâm Phúc với những biển hiệu của cổ vũ không ạ? À, gấu ơi, cố lên. Có thể nói rằng là ai là quán quân cũng thực sự là một chiến thắng rất thuyết phục, bởi các bạn đã cho thấy tài năng, tinh thần của những chiến binh và đương nhiên lượng khán giả ủng hộ đông đảo, một yếu tố vô cùng quan trọng để các bạn sẽ tiếp tục một chặng đường rất dài phía trước cho con đường âm nhạc của mình. Và xin được công bố, thí sinh đã nhận được lượt bình chọn là 43,7% sau phần trình diễn của top 3 và trở thành quán quân Vietnam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Xin được gọi tên Hà An Huy. Hà An Huy là thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới, người chiến thắng của Vietnam Idol năm nay. Chúc mừng em. Có lẽ là cần phải nhiều hơn là Đức Bảo hay Lâm Phúc hay Hà Minh để kéo được Hà An Huy đứng dậy. Hãy cùng nhìn lại khuôn mặt mà quý vị đã bình chọn. Đôi mắt một mí, nụ cười dễ thương và tài năng âm nhạc đã được chứng minh bởi chiến thắng này. Cũng xin được chúc mừng Hà Minh và Lâm Phúc, những thí sinh xuất sắc trong top 3 của chúng ta. Vẫn còn những điều bất ngờ phía trước, nhưng trước tiên xin được mời trở lại trên sân khấu top 10 của Vietnam Idol.
Fujiwara không đơn giản chỉ là nước.